mấy bác vừa nghe tiếng máy nổ. Đây là con Echo 332 bãi Nhật, chưa chùi rửa, chưa vệ sinh gì hết. Lam này lam gin đó, Echo có đóng dấu mã số đàng hoàng. Đây là mã số máy, made in Japan, Nhật. Máy thì còn mới. Mới thấy hình luôn. Đây, sẽ giật lại cho bác coi. Bác nào cần thì liên hệ em nha. Máy tem thông số còn đầy đủ. Rồi. Bơm nhớt thì khỏi nói, cực kỳ mạnh. Rồi. Máy này thì nó đi theo nó là một cái bao lam zin Echo của nó luôn. Rồi, bác nào cần thì liên hệ em.